gì? Chuồng Cái gì vậy chuồng? cua kìa, cái cây chuồng, cái cua kìa. Nhặt áo gì? Mặc áo của nội. Nhặt áo của nội hả? Dạ. Trời ơi, giỏi với ta. Nhưng mà nhặt áo trong nội luôn. Nhặt áo mà mẹ không cho, mẹ quấn con tuổi là con 5 tuổi rồi mẹ không quấn con nữa. Gì đó hả? Con 5 tuổi, con 5 tuổi chuột, con cũng hay đồ cho mọi con cũng giặt đồ cho mọi mẹ mẹ ra con. Con nói con cho mẹ ngủ sợ chết. Sợ chết hả? Dạ. Thương dữ nghe. Thương nó quá, nó quýnh không vậy hả? Thương quá mẹ, mẹ bị bệnh chứng. Bệnh chứng. Bệnh gì bệnh chứng? Nhà chúc cả nhà mới vui vẻ. Hôm nay em sẽ nấu một bữa cơm mình ăn cơm trưa nha. Em sẽ làm cá kho, cá lồng tông với cá khô phi kho. Em sẽ hái lục bình mình về mình nấu canh ăn nha. Em có đá lục bình thấy ngon quá nè. Em sẽ tước mới một bình về mình nấu canh nha, mát lắm luôn á. Bình này nấu canh ăn nha, với mình nấu con chua cũng ngon. Đây là bụi lục bình mà mình hái mình ăn, mình ăn phần trong này nè, cái lõi trong này nè, nó ngon. Nó về lục bình vườn này nó không có mập, nó không có bự bằng lục bình ngoài sông cái nha. Ngoài sông cái nó mập, nó bự lắm. Đây là phần non nè, cái nhà hái cẩn thận ngàn khi phần non của này của nó hơi già nữa nè. Lục bình này ha, mình lấy phần non mình ăn nè, còn nhiều người á cái người ta lấy cái này nè, lấy tổng lục bình này, người ta phơi, người ta đương vỏ, đương thủ công á. Đấy, lục bình có nhiều công dụng lắm luôn á, còn lá thì người ta để làm, người ta quấn vô mấy cái trái mận với trái vú sữa mình đi làm đóng đi á, cho nó dễ. Cái mùa này chưa tới mùa bông ha, bông tới mùa bông là cái bông bình ha, đẹp luôn. Ông bảo mình thấy có mấy bông rồi, hồi đó em quay em hái rồi về mình chấm các kho cũng ngon luôn á, ngon bông lục bình á. Này có đá lục bình ngon lắm trời. Nhà hái lục bình á, lục bình quá trời luôn á. Em hái lục bình xong rồi, hồi nữa mình sẽ hái bông mình về mình chấm cá kho ăn, ngon lắm luôn. Đây là cái phần kia bằng cái gì? Cái cù nèo của lục bình á, ăn nó bùi nó ngon lắm luôn á. Ăn cũng được nữa nha. Cái bông lục bình thấy đẹp à, màu chút tím. Ăn nó bùi.
sao nãy giờ em đã hái được nhiêu nè, bây giờ được nhiêu rau nè, với được mớ bông lục bình. Bây giờ em sẽ đi rửa nó rồi mình sẽ nấu một cái đồ ăn cơm nha. Đây em có mớ cá nè, cá này là ngày hôm qua em đi về ngoại, má ngoại mới đặt vớ ngoài cồn á, em mới về chảnh á, rồi ngoại em có cho em mớ cá nè, giờ em lấy cá này em kho với nó canh chua với bông lục bình mới hái á. Giờ em sẽ lựa mấy con cá ra mình kho nha. Cá này em cũng bằng sẵn rồi chứ, giờ em lựa mấy con cá đồng tâm ra mình kho. Ồ, cá đồng tâm kho ngon lắm luôn. Mình sẽ cắt thêm một mớ cá, có hai được hai cục, hai con cá lóc nè. Giờ em sẽ cắt rồi bỏ vô kho trong nó nha, ngon. Cái đào quen hồi nó em nấu canh chua đi. Rồi em sẽ lựa hai con cá rô phi cho gọn gọn này nè. Em sẽ kho thử coi. Nghe nói là cá rô phi kho ngon lắm luôn á, để em kho nó ngon nha. Rồi, còn nhiêu cá này hồi nữa mình nấu ăn chua. Em sẽ ốp cá nha. Để bón tí bột ngọt vô, tí đường với nước mắm. Rồi không thể thiếu nước màu được nha. Nước màu trắng nha. Cái màu có lên nó đẹp, nó đậm, nó thơm, nó ngon. Ừ, thấy cái màu không? Cái màu nước màu mình làm nhẹ, cái màu lên nó đẹp lắm. Sẽ bỏ vô đây tí tiêu nữa mình khơi thử được mùi tanh cá. Cái miếng nước mắm vô. Giờ em ớt xong xuôi hết trơn rồi, em để đây đi, mình bắt nồi nước mình nấu cá nha, cho nó thấm con cá rồi nó dễ ăn cá đúng không? Em biết sự chén. Ai cho con kẹo vậy? Ngoại. Ngoại cha hả? Mẹ. Có cơm bông bà ngoại không? Hả? Có hả? Không. Ủa không có măng luôn. Ngoại cho con là ngoại không ăn. Ngoại cho con ngoại không ăn hả? Dạ. Đi ngỡ bà hai nè, nó cho mỗi trang chút luôn. Hết luôn á. Hết con cho miếng á. Thôi cho hết luôn đi. Thôi, ăn cho con á. Cho ngoài mà ngoài mua khác.
cho hết lấy gì mà kia mấy hai thôi cho hết đi, cho hết làm gì, cho hết đi ăn làm gì, hết luôn để hết luôn nha. Không sao, coi cho con cục sao đủ ăn, có cục và con ấy nữa. Ngon cũng không ăn nữa. Cơm dẫn trên đường nhà, không cho vô nhà, không cho trần không. Mẹ đuổi bắt ra hoài mà. Mẹ đuổi ra mặt nổi quá. Con mẹ bắt đuổi con dao á. Mẹ đuổi con hả? Dạ. Sao kỳ vậy? Mẹ đuổi con dao á. Không vô nhà luôn. Cho vô nhà luôn, con vô nhà luôn á. Rồi con thấy ba làm gì vậy? Hai nó ăn cơm, cơm. Ăn cơm không? Cái lá đó là hai chồng hả? Ừ. Lá hai chồng mình cỏ đó hả? Ừ. Có màu không chí gì vậy? Cái gì? Thôi. Đẹp. Con gì vậy? Bằng khới, bằng mường. Con chỉ mường thì biết bằng mường luôn. Con mấy tuổi rồi? Con tuổi chuột. Tuổi gì? Tuổi chuột. Tuổi chuột hả? Năm hai cái đó cái gì mà hai? Cái hạt điều, màu vàng viên. Cái dao chặt cho con đem như nhà ngoại cho con chặt cái dao chặt con ăn à. Ăn được cơ? Ăn được. Không có được. Có ăn sâu á. Không, ăn không có được. Không có được, có hộp hả? Ừ, không có hộp ăn được. Cái đó làm hạt điền. Cái làm hạt thì đều. Có hộp ăn không được. Nó có còn trắng ăn mới được. Ừ. Cái này nhỏ được không? Không. Điệt. Nhỏ chi? Mơ mơ nhỏ nha. Ừ, con cơm chưa? Con cho con cơm chưa? Con chưa ăn cơm, con chưa ăn cơm. Giờ nó chưa ăn cơm nữa. Con chưa ăn cơm rồi, con ăn cơm rồi. Con cơm cái gì? Con ăn cơm nữa, con no rồi, con ăn cơm nữa. Nè, kể mẹ hai nghe sáng chữ con gì? Ngồi kể mẹ hai nghe ngay. Ngồi xuống kể, ngồi xuống kể mẹ hai nghe, nè. Rồi, quay lại. Rồi, quay lại nha. Chắc mày chữ con mẹ nè, con hả? Nè, mọi buổi nè, sáng à, kể nghe ngay, sáng là mấy chữ con. Sáng con giặt áo luôn, mẹ em cho con, mẹ cũng muốn con. Giặt áo gì? Giặt áo của nội. Giặt áo của nội hả? Dạ. Trời ơi, giỏi với ta. Mà, giặt áo trong nội luôn. Giặt áo mà, mẹ em cho mẹ muốn con tuổi hay là con 5 tuổi rồi mẹ cũng muốn con hả? Vậy đó hả? Con ăn tuổi, con ăn cứu chuột, con cũng hay đồ cho mọi con cũng giặt đồ cho mọi mẹ ra con. Ồ, ngồi vậy nhỏ với ta ơi. Vậy mà đó. Con tưởng con gì? Con ghê cái làm gác cua nè. Con tưởng con gì? Gác cua đó. Gác con chuột. Làm gác cua nè. Ừ, ghê đó. Gác rồi. Gác rồi em hai. Hết đâu rồi? Này nè. Con cho mẹ ngủ con sợ chết. Sợ chết hả? Dạ. Thương dữ nha. Thương nó quá nó quýnh con vậy hả? Thương quá mà mẹ bị bệnh chữ. Bệnh chữ? Bệnh chữ hả? Bệnh chữ thương con. Bệnh chữ? Bệnh chữ thương con. Bệnh chữ thương con hả? Bệnh chữ thương con. Nói gì mới nhiều bệnh chữ à. Trời ơi. Con bệnh nào gái đấy nữa. Bệnh gì? Bệnh trâu. Ôi trời. Thấy nó cưng á. Thấy nó cưng á. Mẹ bệnh con cũng bệnh, con cũng ho. Vậy hả? Con ho gì? Ho bị bệnh. Ôi trời, đó giờ mới nghe luôn á. Bệnh chữ. Con bị bệnh. Con đi làm gì nó chữ con hả? Con bị bệnh chữ. Con bệnh chữ luôn. Ngọc con bị bệnh chữ. Vậy hả? Nó chữ luôn rồi vậy hả? Con chỉ mẹ con bị bệnh chữ, con chỉ mẹ con cũng chỉ con hai nữa. Ôi, khổ lắm á biết không? Chữ gì khổ lắm luôn á. Con bự nữa. Bự đâu? Bự ra con hai. Con còn con nít, con chữ con la con khổ. Con cảnh ra rồi, con khổ mà. Con quá à. Rồi sao? Em con mẹ cây đập á. Ừ, nó không con mẹ lấy cây đập hả? Hơn hơn cái cây đập bằng hai.
Nói chuyện nãy giờ mất tiêu. Quay lại nồi nước nó sôi rồi nè. Em bỏ cá vô mấy nha. Ra nói chuyện với con sáu lục lữ mà em quên luôn à. Miễn gì mà cả hai? Miễn á con. Miễn gì á? Miễn ly á. Miễn ly hả? Ừ, ghê chưa? Miễn ly luôn hả? Con lọc bể nhà mà hai hả? Ừ. Miễn quá chỗ đó hả? Ừ. Quá đẹp chỗ đó hả? Ừ. Rồi em sẽ đem vô đi luôn cho nó thấm cắn nha. Tí đường. Tí muối với tí mực ngọt. Với nãy em nấu canh chua là em dùng men nè. Gì con? Làm gì á? À, dạ em để nắp lại cho nó sơn cái lạnh bỏ đoạn vô nha. Em đi nha. Quên nước mè nè. Quên mè nè mè. Chuồng hả? Trời. Mới cái chân lá cho cây chuồng đi. Uống nước không? Uống. Cá bên đâu rồi? Cá bên gần hả? Bứt lá gì đó. Bứt gì vậy? Đó chuồng đi. Cho nó. Nhiều chuyện nãy giờ. Ngủ không? Ngủ sao? Nhậu rồi rửa con nghe cái này ngủ mà viết cho rửa tay con à. Bích làm chi vô cái tay? Cái tay luôn đi. Cái gì? Cái chuồng con kìa. Cái gì vậy chuồng? Cái cây chuồng. Cái chuồng. Cái con kìa. Thấy gì? Thấy cây mọc ra người con. Trời ơi, cái cây của người ta mà cứ nhỏ nhỏ hoài luôn á bà. Bây giờ nó sống đi con. Con. Chị hay báo vô đi ra bứt chuỗi cây trơn nè, giờ đi vô đó. Cây của người ta vậy mà bứt vậy đó, bứt dài dài kìa. Ôi trời. Nó thù với cây cái gì á, không ta? Em sẽ vớt cá ra rồi mình bỏ ra vô nha. Cá nó không có bị gì á. Quay quậy gì kìa, đi vòng rồi đó. Vô đây Ngọc. Cho mà hai cho coi cá kìa. Yến đi cũng sâu đó đó. Nghĩ cho con. Chờ, mà hai múc cá kìa con. Dạ, cho con túc hai nha. Ừ, vô mà hai cho cá thằng nha. Lại nó ngồi với mà hai đi. Chào. Coi cái múa đập hả? Ngồi quên cắt cho em xin lên. Chạy để ăn gì vậy đúng không? Mai cho mua lấy kem mua mai cho. Ai vậy? Anh học về cho ma con đi lớn rồi, cho con đi lớn rồi, con đi học lớn mà hai cho con nha. Lớn mới học hả? Dạ lớn con. Chừng nào con học con biết lớn mà hai cho con nghe đi học nha. Chừng nào lớn? Chừng nào con lớn rồi con cơm. Con sức khỏe con tập thể dục vậy nè. Dục sao? Con tập thể dục vậy nè. Gì vậy đó hả? Lớn dạ. Hả? Dạ. Cái này con miễn nha con hai. Cái này con miễn nha. Cái này con miễn nha. Hai nhìn đi. Được rồi con. Cái gì? Con hai nhìn đi. Được rồi. Khói quá nè. Gió này gió bắc à. Gió này gió tết nè, bởi vì nó lành lạnh mà nó gió này gió. Bay dục qua đó rồi. Mày muốn đi con. Ơi. Đi vô nhà.
quay phim. Học dễ không? Dạ. Dạ, bữa nay có cơn buồn. Cơn buồn gì? Không có học âm nhạc rồi. Để dậy sớm đó hả? Về. Chào cả nhà coi. Chào cô chú đi. Chào cô chú. Chào các em chào. Với cá nó chín nha nghe, bây giờ nó sôi à. Giờ em sẽ thả cá vô cho nó nóng nha. Cho con miếng nha. Quay lại mình phải khoi cá. Cho con miếng nha. Chị thơm. Ôi nó ngon. Chị luôn nha. Ta đi. Em. Chị. Em. Dạ. Em cũng thích thả cá em. Thôi nè. Trời ơi giỏi quá ta ơi. Hát luôn. Quá. Con ngoan khác. Ôi, mày đút cái mỏ vô. Xếp bọn ca cho uống bọc đi. Vô nè con. Không đâu hết trời nha. Con bọc đi. Ừ. Cho bọc không? Dạ. Cho tế con đường đi. Ôi, vô chiếu ngồi nè. Đi. Ờ, biết gì sợ nha. Ủa, không ăn cả trăng. Đúng rồi hả? Ăn cái này không? Cái này được cái canh nha. Cứng nha. Dạ, để cứng rồi con. Con bê cắn rồi nó bể luôn á. Nó bể luôn hả? Dạ. Ờ, ngồi xuống đi. Không, mẹ mua kẹo con. Làm cái lát ăn kẹo khỏi bóng mà khỏi. Ồ, làm cái lát ăn kẹo khẩu bóng luôn hả? Ghê hả? Ôi. Con miếu buồn á. Ngồi xuống đầu mình ngoan nè. Lát kẹo vô mà kẹo khỏi bóng á. Ngồi xuống ăn nè. Có quỳ đau nè. Nè kìa đây kiểu gì? Cái bắp. Cái bắp hả? Dạ. Hạt cũng để. Ok. Để làm gì? Ăn. Bỏ vô con, đổ đó. Hai em. Cái nhà em chào. Em chim chào cái nhà. Mẹ các em không nào. Mẹ các em. Con chưa ngủ à? Con chưa ngủ à? Con chưa ngủ à? Cá ăn sao? Có tỏi không? Cá mà tỏi gì? Cá tỏi là để làm hôm ăn để hẹm chất. Hẹm gì? À, hẹm biết tỏi như cá. Tỏi như cá là gì? Tỏi cá mồi. Cá mồi hả? Dạ. Này cá kho mẹ. Cá hai rồi mà tôi sẽ bỏ tỏi nha. Bỏ tỏi làm gì? Bỏ cho vô, bỏ tỏi vô ăn cho ngon á. Trời ơi, mày chỉ tao à. Bỏ tỏi vô ăn nhớ ngon, mới hay à. Nó ăn gì phần mai. Gì? Cái gì sống ăn được không? Hai ông chín ăn được. Mày ngủ chưa? Chưa. Khi nào mới ngủ? Ngủ ở đây đi. Ngủ đây luôn hả? Ngủ ở đây luôn đi, ngủ cho bàn à. Con người gì? Con ngồi chơi. Ngồi chơi hả? Ngồi chơi, con đi chậm nhé. Con người gì? Hả? Nghe không? Không mất chó rồi chị. Không có chó rồi chị. Trời ơi chị phải có mỏ. Mỏ nhỏ. Con hát bài nghe mà hay nghe. Cậu bê bê nó đầu cần ca. Chi không hồi mà biết chi đô nha. Chi em hồi. Đi về em chả. Đi về em chi mẹ các em nào. Người giỏi quá. Còn bài gì nữa?
Mẹ em chim chí mẹ nghe à. Còn nữa. Con cầu bé bé. Bài khác nha. Đầu cần tre. Bà già đó. Bà già. Bà ơi bà, cháu yêu bà lắm. Cháu bà chăm, bà chăm cho mình. Cháu yêu bà, cho ba bàn tay. Cháu giang giang gà cho biết bà vui. Giỡn quá. Bà già. Bà già. Bà chơi tôi điên. Bà chơi con đen. Sao nữa? Sao bà nữa? Ơi bà chú hết hết rồi, hết rồi. Chóp bà trắng. Bà trắng cho mày. Cho y bà. Cho bán bàn tay. Bán bàn tay. Con ngoài đây có mẻ mà con mang dép hai vô. Giờ cá kho của Hiền Chính này bây giờ sẽ xách hành cô bỏ vô nè. Con là trai à. Con chung kết vô hổ. Ồ bà nói chuyện, bà mới 3 tuổi thôi đó, bà nói chuyện gì đó. Bà làm gì vậy? Chặt bà hả? Thôi ngoại à. Nó tư đó. Vòng 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 đi, vòng vòng dưới đó. Là em chừa nước á, hồi đó mình chấm bông lục bình với dưa leo á, nên em chừa nước lại nha. Sẽ giải ba hành vô với tiêu vô. Ôi ngon quá. Một chiếc ớt vô cho nó màu mè qua lá hẹ gì ta. Tại nãy em có tiêu rồi đó nên làm tiêu ít thôi nha. Thơm quá. Có mùi hành với mùi tiêu vô nó thơm vậy đó, thơm. Không phải mẹ bất kỳ gần nhau. Để em sợ chim 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 mẹ các em thật nào. Nghe em chim chim mẹ các em không nào. Nè thêm múc ra mình ăn cơm nha. Mẹ mẹ không có còn được mẹ á, mình để mình cục. Ôi. Mà ăn thịt rồi con cũng ăn xiên gạo nước thì xiên gạo tròn á. Hai cái chén với hai đũa hả con? Con chào cả nhà nha. Con chào cả nhà nha. Con mời chú ăn chung chung con nha. Đó. Ăn cơm với cơm nha. Ăn cơm với cơm nha. Con mời chú ăn chung chung con nha. Rồi, Ngọc mời con. Con mời ơi. Dạ. Con mời cô chú ăn cơm à. Con muốn ăn cá. Hay lắm, coi mời chú à. Đi mời mời Ngọc mời đi đoạn vô đi không biết con miếng nữa mời cái nhà ăn cơm rồi mời cái nhà ăn cơm con mời cái nhà ăn cơm chung con nha mời cái nhà ăn cơm chung con nha mời cô chú ăn rồi giờ em mời cái nhà ăn cơm cùng với em nha con mời cô chú ăn cơm chung con nha Ngọc. Ngọc ăn gì mà hơi gấp chưa? Nó mời chú ăn thịt cá cho muốn coi nha. Ăn cá đúng không? Ừ. Cá đông xương nè. Trời ơi, ăn ăn nhiều gấp nhiêu con đừng bỏ chén nhiều quá. Mệt. Mấy hả? Mời nhà ăn cá cùng với em nha. Cá hồng tâm ngon quá. Kho khô. Trăm con. Mỗi lần có ốp sẵn á, để sẵn á. Con cá nó thấm nhiều á. Dai nó ngon mà nó dai lắm luôn không? Tôi mời cháu ăn cá chúng con nha. Ngọc ăn cá nha con, ăn cơm đi con. Ừ, mày có nhận lục bình cũng với em nè. Ăn cá ăn hai. Ngon.
Nó cũng ăn nữa. Ngon không? À. Nó hay. Nhà ăn cá. Ăn cá là mày hay lắm chưa? Ăn. Đắng quá. Cũng đắng con của heo. Nữa nhà ăn heo con nga cùng. Cùng. Mở cái nhà. Không mở cái nhà. Con mời dưa leo ăn cùng với con này. Mời cô chú ăn dưa leo cùng với con. Mời chú ăn dưa leo chồng. Dưa leo đâu? Muốn dưa leo đâu? Muốn dưa leo chỗ em à? Chỗ chảo cơm con à? À. Cô mời chú ăn cá cùng với con nha. Đây em sẽ ăn một bịch nha. Em có rửa sẵn rồi, mình sẽ chấm cá thơm ngon nha. Cho ăn cá luôn nha. Cho ăn cá luôn nha. Đừng hái ác mời cái nhà nha. Đừng hái ác mọi nha, mọi bún đó. Ừ. Đừng hái cho mọi nha, mơ mơ em bọc thằng cây mà một bình mà... nó bùi nó ngon, chấm chung cá này mặn á. Mới bọc thằng cây, mới bọc thằng cây rồi đừng có bẻ nha. Mọi quấn cho chết chứ. Nói chuyện không kìa, không lại vả luôn á. Trời ơi. Tôi chú nhớ cho con một dây với mọi tí nha. Ăn được bình ngon quá. Và ngon cho ngon nướng rồi đút cái trứng con cơm dưa với con nha. Ừ. Ừ. Cô chú nhớ rằng biết con cho con nha. Con nói mà. Thì con nói đi. Hai hiện hai dạy ngọt. Mời cô chú nên ăn lúc cần à. Mời ăn gì ạ? Mời ăn cái cơm hả? Ăn cá nữa không? Ngắt cá chưa? Dạ. Ngắt cái lượng cho. Cái ức nè. Tụi nó cắt đó không? Mình xương nha con. Nó ngầm ngầm gì mà. Mà nó khó vô leo lắm luôn á. Nè, cắt nữa không? Cắt tết không nha. Ăn cắt hầm hai. Ừ. Cắt mà nó chưa. Cắt mà nó về. Cái nhà nó nhóc ra nha. Mày cái nhà làm gì con? Mày cái nhà nó nhóc ra nha. Ừ, cái nhà. Cái nhà lắm luôn. Con mời chú ăn cá chung với con nha. Mẹ nhà ăn cá chung con nha. Nhà cá không? Cá đó dạ. Thì cầm lớn ăn. Cầm ăn chi xương không? Con không? Ăn. Ở đây hả? À, bởi vậy con hả? À. Con cắt ăn luôn. Con mời bông... chú ăn cơm chung với con nha. Bông lục bình á. Mời cái cá ăn đi chung con nha. Bông lục bình á, chấm cá ngon lắm luôn á nghe nha. Chấm mắm nè ha, rồi rồi cơm chấm mà bánh kho bánh chưng á. Ừ, chấm là bắt bài luôn. À bông lục bình này ha, mình làm cái linh khô lạc ha, mình chấm mắt luôn ha, là ăn rồi nhức nách luôn. Ngon quá, ăn con kho. Ừ. Ăn con mà hả? Ừ. Ăn được không? Chú ăn cá con trơn à. Ăn được. Ăn gì? Miếng hai, miếng hai à, miếng hai, miếng hai. Con mời đưa ăn cơm chú coi nha. Ăn lắm à. Con mời cái nhà ăn cùng cá với em nha. Hay là cá lóc kho này thấy không? Cái màu rất là ngon luôn. Con mời đưa chú ăn cơm chú coi nha. Đỏ trái khác coi, trái hay ghê. Làm gì là ghê? Con lắc đã rồi ghê, cái quýnh đòn con quá hà. Hôm hai trước giao cái mùi đó. Rồi, ăn dạ. Cơm đi. Rồi rất ăn nhâm rất cho cái đổ con à. Vì em xin nó ăn được. Rồi dơ con. Hai bóng chân. Con mời chú ăn cá chung con nha. Mời cái cá ăn chung con nha. Này là con chú gì? Mời cá ăn chung con nha. Mời cô chú. Mời cô chú ăn cá con nha. Ăn cá với con. Ăn cá răng. Ừ.
ăn bữa trưa mà phong cảnh này mát không mẻ. Mùa gió bắc còn lạnh nữa nè. Ăn rất là ngon. Ngon thiệt ha. Ngon thiệt không? Đẹp. Dạ. Ăn chúng cái cộng cái bằng cái cù nèo của lục bình á. Mắm ăn cá. Nó ngon lắm luôn á, cái bùi bùi lắm á. Ăn cá. Con khoái màu. Ngon. Cá này không? Nè. Cá nè. Ăn cái nó bùi bùi lắm luôn á. Ngon. Ngon quá. Ăn cá hầm mà hay. Ướt làm gì? Bán gì? Ba cá. Cá này. Cái nhỏ này à? Không, không ăn cá này. Nhưng cá nào? Cá này có ăn á. Cá ốc hả? Dạ. Ngon lắm. Mà nó hai cay. Hai cay hả? Hai cay mà nó ngon. Cá tiêu mà. Cá tiêu, cá hô tiêu hả? Ừ. Tự dễ thương nha. Cũng cay luôn. Cũng cay luôn, ngon không cay. Ngon không cay. Ăn cá không cay không ngon nghĩ chưa? Làm gì? Ăn cá không cay không cay ngon nghĩ chưa? Không cho ăn hả? Không ngon gì không cay chưa? Ăn cá trắng hả? Mày ơi cứ ăn rồi nha. Mày cứ ăn cơm chứ không cay à? Ngọc ơi, ăn cơm. Thì Ngọc ơi nè. Có má. Con mời chú ăn cơm chúng coi nha. Mời mời chú ăn cơm nha. Ăn gì? Mời chú ăn cá cơm, ăn cơm cơm nha. Mời không đâu. Món gì? Cái này nhả mình mới gấp ra đó. Một chút ăn cơm con à. Đi rồi. Mấy đứa em cũng nãy giờ cũng đã xong rồi. Bây giờ em hẹn cái nhà clip sau nha. Chào cái nhà. Chào cái nhà. Chào nhà con. Mình chào nha. Con chào cái nhà. Con chào nhà ăn cơm.